Những ngày vừa qua, khán giả yêu mến ca sĩ Kim Ngân và Thúy Nga chắc hẳn đã rất yên tâm về sự ổn định của ca sĩ Kim Ngân hiện tại. Nữ ca sĩ gần như đã có mọi thứ trong cuộc sống của một người bình thường. Kim Ngân đã có nhà để về, có gia đình để yêu thương. Đêm đã không còn phải hứng chịu cái lạnh của sương trời. Và mỗi khi về nhà đã có người quan tâm, hỏi han. Mỗi ngày sau khi ra đường như một thói quen, Kim Ngân còn phải bận bịu việc chăm chút tổ ấm riêng của mình, hay thi thoảng cô cũng tự mình thay quần áo. Giờ đây, Kim Ngân cũng không cần má hai đón về phòng để ngủ, mà tất cả nữ ca sĩ đã rất tự giác để làm. Cũng không cần má Nga lo lắng Ngân không về phòng nữa. Khu máy giặt dường như đã bị má hai Thúy Nga xóa ở trong đầu của Kim Ngân. Bên má hai, gia đình chị Huyền, Kim Ngân giờ đây đã rất ổn. Ngân chỉ cần ngoan như thế và chờ má hai Thúy Nga hoàn thành những bước tiếp theo trong hành trình giúp cho Ngân tìm lại chính mình mà thôi. Bên cạnh đó thì những ngày qua, thông tin về việc ca sĩ Gigi Phương Trinh, vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều, thông báo với khán giả là cô đang làm cầu nối để cho con gái của Kim Ngân là Mai Khanh đến gặp mẹ. Và hiện nay, Gigi cũng đã có cuộc hẹn với Mai Khanh để có kế hoạch cụ thể gặp làm sao để không ảnh hưởng đến mẹ Kim Ngân, cũng như mọi việc phải cần thông qua Thiên Nga sắp xếp, vì Thiên Nga vốn là người trực tiếp chăm sóc và hiểu Kim Ngân nhất. Vụ việc vẫn chưa nghe Gigi thông báo tiếp. Bên cạnh đó, phía Thiên Nga chúng ta cũng không nghe Thiên Nga nhắc đến, hoặc có thể Thiên Nga vẫn chưa biết về vụ việc này. Thì ngay lúc này khán giả cũng có câu hỏi đặt ra là nếu muốn gặp mẹ, tại sao Mai Khanh không liên lạc trực tiếp với Thiên Nga để hỏi han về mẹ? Vì dù sao, Thúy Nga cũng là người mẹ Kim Ngân tin tưởng nhất, mà phải thông qua Gigi? Hay Mai Khanh vẫn còn e ngại những lần thất bại trong việc tiếp xúc mẹ trước kia, nên Mai Khanh đang chờ đợi thêm thời gian nữa, mẹ ổn định hơn một chút rồi mới tìm gặp. Chứ nếu Mai Khanh mà có liên lạc với Thúy Nga, Thúy Nga đã không xót xa mà gọi tên Mai Khanh khi thấy Kim Ngân luôn nhắc đến tên con mình như vậy. Mình tin Thúy Nga không giấu khán giả nếu như mà Mai Khanh có liên lạc để hỏi về mẹ. Như việc của cô Hương, mẹ của ca sĩ Kim Ngân, ngay từ khi biết Thúy Nga giúp cho Kim Ngân, cô đã chủ động gặp Thúy Nga để trao đổi và gửi gắm con gái của mình cho Thúy Nga chăm sóc. Cô hứa sẽ hỗ trợ Thúy Nga bất cứ việc gì Thúy Nga cần. Cô vẫn thường điện thoại cho Thúy Nga để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Kim Ngân, vẫn dõi theo mỗi tập phim của con gái mình. Việc cô biết sinh nhật của bé Nguyệt Cát mà gửi quà đã nói lên điều đó. Vậy nên, nếu con gái của ca sĩ Kim Ngân đã liên lạc với Thúy Nga, thì mình tin chắc Thúy Nga sẽ vui mừng mà thông báo với khán giả. Một câu hỏi khác được đặt ra, Gigi Phương Trinh ngoài là bạn trong ngành với ca sĩ Kim Ngân, thì mối quan hệ của Gigi với gia đình Kim Ngân ra sao mà Gigi lại thân với con gái của Kim Ngân như vậy? Thắc mắc ấy đã được Gigi Phương Trinh giải thích với khán giả cách đây không lâu trong một clip trò chuyện cùng với nữ ca sĩ Cam Thơ về vấn đề Cam Thơ và Gigi bị chỉ trích sao không giúp đỡ Kim Ngân, mặc dù Kim Ngân ngủ sát cạnh nhà của ca sĩ Cam Thơ. Gigi bày tỏ: "Mọi người cứ nói tôi sao không giúp cho chị Kim Ngân, rồi nghệ sĩ bên này không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Nhiều khi có những chuyện nghệ sĩ chúng tôi không nói ra được, chúng tôi không thể giúp được chị ấy. Tôi muốn nói rằng rất nhiều người muốn giúp cho chị Kim Ngân, nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết. Chỉ thích đi lang thang ở ngoài đường. Thậm chí, chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ, nhưng cũng không có cách nào mà giúp được. Con gái chị ấy còn nhờ đến cảnh sát để giúp đỡ, nhưng họ cũng không giúp được." Trong cuộc trò chuyện của Gigi với Cam Thơ về nghệ sĩ Kim Ngân, Gigi cũng cho biết cô thường xuyên cho đồ ăn, nước uống và mời đàn chị ăn uống đàng hoàng mỗi khi vào quán cà phê của mình. Gigi còn cho biết bản thân mình từng là bạn gái của chồng cũ Kim Ngân nên cũng quen biết và trò chuyện cùng với hai cô con gái của đàn chị. Để tránh bị hiểu lầm, Gigi Phương Trinh nói rõ thời điểm cô và chồng cũ Kim Ngân quen nhau là sau khi hai vợ chồng đàn chị đã ly hôn. Hai cô con gái lúc này là sống với cha, nên Gigi mới có cơ hội tiếp xúc và giữ liên lạc đến hiện tại.
Được biết thì năm 19 tuổi, Kim Ngân lập gia đình với ông Tiến Bắc là em của nghệ sĩ Thanh Lan, chủ trung tâm ban nhạc Thanh Lan, và có hai người con đó là Mai Khanh và Thúy Anh. Kim Ngân chia tay chồng khi mới tròn 30 tuổi, vào thời điểm mà cuộc đời và sự nghiệp cũng bắt đầu xuống dốc. Sau khi ly hôn thì Kim Ngân cùng với hai con dọn về ở với bà ngoại và em ruột. Lúc đó con đầu của Kim Ngân là khoảng 3-4 tuổi, còn con út thì mới 1 tuổi. Thời điểm này, công việc làm ăn không thuận lợi nên Kim Ngân cũng rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Thỉnh thoảng chồng cũ lại đến đưa con đi mua sắm và ăn uống, nên các con thích về sống với bố hơn. Mẹ của Kim Ngân cũng đã từng nói, Tiến Bắc và Kim Ngân đều rất yêu thương các con. Tuy nhiên, vì các con gái hồi đó còn nhỏ, thấy ở với ba được chiều chuộng lại đầy đủ hơn mẹ, nên đã về sống với ba. Vậy là khi biết được mối quan hệ thân thiết của Gigi với con gái của Kim Ngân, chắc có lẽ vì sót cho Kim Ngân, khi mà thông qua clip trên kênh của Thiên Nga, mọi người thường thấy cái cảnh Kim Ngân hay gọi tên con gái Mai Khanh, nên đã nhắn gửi Gigi là liên lạc với Mai Khanh, mong cô ấy đến tìm gặp mẹ. Thực sự thì ngay lúc này, việc người nhà Kim Ngân có đến tìm cô ấy hay là không đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là Kim Ngân đã thật sự ổn định và bình yên, thì chúng ta chắc rằng mẹ ruột của Kim Ngân, gia đình Kim Ngân và những người con của nữ ca sĩ đã phần nào rất là yên lòng về Kim Ngân. Họ chắc chắn cũng thầm cảm ơn tấm lòng vàng của Thiên Nga, sư cô, gia đình chị Huyền và hai người con của chị ấy đã cho Kim Ngân một hạnh phúc của gia đình thứ hai. Và cả Mạnh Thường Quân, cả cộng đồng người Việt ở khắp Nam Châu đã mỗi người góp một phần để lan tỏa yêu thương, để ma hai Thiên Nga có đầy năng lượng mà nắm tay Kim Ngân kéo ra khỏi vùng tăm tối. Cuộc sống rất vô thường, thôi thì hãy trao yêu thương để nhận lại nụ cười ấm áp mọi người nha. Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, sở hữu vẻ đẹp được nhận xét là không hề thua kém bất kỳ ai ở xứ Cali thời đó, là mỹ nhân có nét đẹp đài cát như một tiểu thư bước ra từ cổ tích. Nhan sắc đó được ca sĩ Kiều Nga mô tả là đến đàn bà con gái cũng phải mê mệt. Còn nhạc sĩ Trung Nghĩa nói rằng 30 năm trước, các phòng trà ở hải ngoại chỉ cần dán hình của Kim Ngân để quảng cáo ở ngoài cửa là bán hết bàn, không cần biết có cô biểu diễn hôm đó hay là không. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kim Ngân là cô rất đam mê ca hát, mặc dù giọng hát của cô ấy không phải là xuất sắc. Cô lại không rành tiếng Việt cho lắm, phải mất một thời gian luyện tập rất công phu mới thu âm xong bài không. Nhưng chỉ nhìn thấy mặt của cô ấy là tôi không cần phải lo lắng. Quả thật, cô hát bài hát ấy rất có lửa và cuốn băng ấy, bán rất là chạy và được rất nhiều người khen ngợi.